Chào mừng các bạn và các em học sinh đã đến với kênh Môn Ngữ văn chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông. Ngày hôm nay, cô giáo sẽ cùng các em đi soạn văn bản Sự tích Hồ Gươm trong sách giáo khoa Ngữ văn lớp 6, tập 1, trang 25 thuộc bộ sách Cánh Diều. Trước khi vào với nội dung chính của bài học ngày hôm nay, để các bạn và các em có thể tiếp cận được nhanh chóng những bài giảng mới, các bạn và các em hãy đánh từ khóa chương trình mới Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên thanh công cụ tìm kiếm của kênh YouTube, sau đó chúng ta nhấp vào tìm kiếm. Tại đây, chúng ta hãy nhấn nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng của kênh để vào kênh. Trên kênh chương trình mới Trung học cơ sở, chúng ta hãy nhấn vào trình danh sách phát. Tại đây có các bài giảng thuộc các môn văn hóa cơ bản trên chương trình sách giáo khoa mới. Khi cần tham khảo bài giảng của môn nào, các bạn và các em hãy nhấn vào trình xem toàn bộ danh sách phát của môn đó. Ở đây chúng ta có đầy đủ các bài giảng mà chúng ta cần tìm kiếm. Sau đây chúng ta sẽ trở lại với nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay mà cô sẽ cùng các em đi thực hành tìm hiểu đó chính là văn bản Sự tích Hồ Gươm. Ở văn bản này các em cần chuẩn bị cho cô. Đầu tiên là em hãy xem lại hướng dẫn nêu trong mục chuẩn bị ở bài thánh gióng để vận dụng và đọc hiểu văn bản này. Thứ hai là em hãy đọc kỹ, đọc trước văn bản Sự tích Hồ Gươm, sách giáo khoa trang 25. Hãy tưởng tượng và miêu tả nơi cất giữ thanh gươm mà Rùa Vàng nhận từ tay Lê Lợi. Sau đây, chúng ta sẽ có hai nhiệm vụ chính của bài học ngày hôm nay. Đó chính là một là chúng ta đến với phần đọc, kể và tóm tắt của câu chuyện. Phần 2 là chúng ta sẽ đi tìm hiểu chung về truyền thuyết Sự tích Hồ Gươm. Phần 1 La Mã là phần tìm hiểu chung. Phần 1 nhỏ là phần đọc và tóm tắt. Vậy thì chúng ta nên đọc văn bản này với giọng điệu như thế nào? Các bạn hãy cùng đọc thầm văn bản này cho cô để chúng ta xác định được những cái ngữ điệu cũng như là cái giọng văn mà nhà văn sử dụng. Từ đó chúng ta xác định được cái giọng đọc như thế nào là phù hợp nhất so với văn bản này nhé. Cô gợi ý sau, ở văn bản này các em cần đọc to, rõ ràng, diễn cảm và đúng giọng của các nhân vật. Giọng đọc, giọng kể, ngạc nhiên, hồi hộp ở đoạn Lê Thận lấy lưỡi gươm. Giọng quả quyết, tin tưởng khi Lê Thận dâng gươm cho Lê Lợi. Có những sự việc chính ở trong văn bản này như sau. Sự việc đầu tiên đó chính là giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy, chống lại nhiều lần bị thua. Sự kiện thứ hai là ở Thanh Hóa, Lê Thận đánh cá, được lưỡi gươm lạ dâng cho Lê Lợi. Sự kiện thứ ba là vua Lê Lợi nhặt chuôi gươm trên cây, tra vào lưỡi gươm thì vừa như in. Sự kiện thứ tư là Lê Lợi dùng lưỡi gươm thần đánh đuổi giặc Minh. Sự kiện thứ năm đó chính là Lê Lợi làm vua, dạo thuyền ở Hồ Tả Vọng. Long Quân sai Rùa Vàng đòi lại gươm thần, từ đó Hồ Tả Vọng mang tên là Hồ Gươm và chúng ta vẫn thường biết đến đó chính là Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội, đúng không nào các em? Hãy nhìn vào năm bức tranh sau đây, em hãy kể lại chuyện theo tranh. Bức tranh đầu tiên là hình ảnh giặc Minh xâm lược nước ta. Bức tranh thứ hai là hình ảnh nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy chống giặc ngoại xâm này. Hình ảnh thứ ba là Lê Thận dâng lưỡi gươm lạ. Sự kiện thứ tư là Lê Lợi đánh đuổi giặc Minh và sự kiện thứ năm là Lê Lợi trả lại gươm cho Long Quân, từ đó có tên là Hồ Gươm. Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu phần 2 nhỏ là phần văn bản. Phần 1 là hoàn cảnh đầu của văn bản. Vậy thì đọc kỹ cái đoạn 1 của văn bản. Vào thời giặc Minh, đàn ách đô hộ ở nước ta, nước Nam ta, chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược. Thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn yếu, nên là nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm để cái thanh gươm thần để họ đánh giặc. Vậy thì các em có thể xác định được hoàn cảnh mà câu chuyện này diễn ra đó chính là thuộc thời Hậu Lê, nguồn gốc Hồ Gươm là cái thời kỳ dựng nước và giữ nước, đúng không nào? Sự kiện thứ hai đó chính là thể loại của văn bản này đó chính là truyền thuyết. Nêu lên sự tích về một địa danh, đúng nào? Ở đây là sự tích Hồ Gươm. Thứ ba là phương thức biểu đạt chính, đó chính là phương thức tự sự. Tác giả kể lại cái quá trình đấu tranh giống giặc ngoại xâm và quá trình cho trả lại gươm. Từ đó có tên sự tích là Hồ Gươm. Thứ tư đó chính là ngôi kể,
Tác giả sử dụng đó chính là ngôi kể thứ ba. Ok, dưới phần của các nhân vật, dưới cái lời thoại của các nhân vật, chúng ta sẽ cùng đi xem xét bố cục của văn bản này. Văn bản này gồm 3-2 phần. Phần 1, các em chú ý vào văn bản là từ đầu đến đất nước. Nội dung chính đó chính là Long Quân cho Nghĩa Quân mượn gươm thần. Đoạn thứ 2 chính là phần còn lại của văn bản là Long Quân đòi lại gươm thần. Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích văn bản để hiểu rõ hơn nội dung của văn bản các em nhé. Ở đây, các em hãy suy nghĩ cho cô biết Long Quân cho Nghĩa Quân mượn gươm thần trong hoàn cảnh như thế nào và cách cho Nghĩa Quân mượn gươm thì có gì đặc biệt và ý nghĩa của cách mượn đó ra sao? Các em hãy cùng suy nghĩ để trả lời câu hỏi này nhé. Cô gợi ý sau. Chúng ta sẽ ghi vào vở cho cô là phần 1 nhỏ, Long Quân cho mượn gươm thần. Phần A là hoàn cảnh cho mượn gươm, thể hiện qua những chi tiết như là giặc Minh Đô Hộ làm nhiều điều bạo ngược này. Thứ hai là Nghĩa Quân Lam Sơn nổi dậy, nhưng ngày đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần bị thua. Vậy thì chúng ta sẽ xem xét cách cho mượn gươm của nhà vua như thế nào nhé. Ở đây, nó thể hiện qua những chi tiết kỳ ảo mà trong chuyện truyền thuyết nó hay có. Đó chính là chi tiết đầu tiên là Lê Thận 3 lần kéo lưới đều kéo được thanh sắt. Chi tiết số 2 là khi Lê Lợi đến nhà Lê Thận thì thanh sắt tự nhiên sáng rực và có hai chữ Thuận Thiên. Chi tiết thứ 3 là Lê Lợi trốn giặc Minh qua khu rừng nhặt được chuôi gươm, Lê Lợi tra lưỡi gươm vào chuôi thì lại vừa như in. Những chi tiết này tưởng chừng như là mâu thuẫn nhưng lại rất hợp lý. Nó là những chi tiết kỳ ảo như kiểu là có sự sắp đặt từ trước đúng không nào các em? Và chúng ta nhận xét được cái việc mà Long Quân cho Nghĩa Quân mượn gươm thần đó chính là toàn dân toàn quân của chúng ta quyết tâm đoàn kết đánh giặc. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chính là cuộc khởi nghĩa cho chính nghĩa, thuận ý trời và hợp với lòng dân. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu đến sức mạnh của gươm thần và xem tại sao gươm thần lại có sức mạnh như thế. Và gươm thần nó là cái chi tiết cũng như là cái vũ khí đắc lực cho công cuộc kháng chiến này. Chúng ta có thể thấy từ khi có gươm thần thì nhuệ khí của nghĩa quân chúng ta tăng mạnh và quân Minh thì khiếp bạt vía. Và gươm thần nó mở đường cho họ đánh đến lúc không còn một bóng giặc ở trên đất nước. Vậy thì chúng ta có thể thấy ý nghĩa của gươm thần đó chính là kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân của cuộc kháng chiến chính nghĩa sẽ đem đến những thắng lợi tốt đẹp cho nhân dân. Chỉ cần sự đồng lòng, đồng sức của toàn dân thì kẻ thù nào chúng ta cũng đánh tan được các em ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu phần 2 nhỏ là việc Long Quân đòi lại gươm trong hoàn cảnh như thế nào. Cô gợi ý như sau, hoàn cảnh Long Quân đòi lại gươm đó chính là một năm sau đuổi giặc Minh, Lê Lợi đã làm vua, đang dạo vòng quanh hồ Tả Vọng. Long Quân xài rùa vàng đòi lại gươm thần. Vậy thì ý nghĩa của việc đòi lại gươm là gì? Là con người Việt Nam của chúng ta yêu lao động, hiền lành, nhưng khi đất nước lâm nguy, nhân dân sẵn sàng xả thân cứu nước. Và khi đất nước trở lại hòa bình rồi, họ muốn có cuộc sống yên bình. Thì chúng ta ở đây giải thích cho tên gọi Hồ Gươm hay là Hồ Hoàn Kiếm này các em ạ. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu được cái hai ý lớn của bài đó chính là việc Long Quân cho mượn gươm và việc Long Quân đòi lại gươm. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tổng kết của văn bản này nhé. Thì một nhỏ là về nghệ thuật, tác giả sử dụng nhiều những chi tiết tưởng tượng kỳ ảo như là chi tiết gươm thần, rùa vàng rất ý nghĩa và tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, cho hồn thiêng của sông núi, kết cấu chặt chẽ, hấp dẫn. Từ lúc Nghĩa Quân non yếu đến lúc Nghĩa Quân chiến thắng giặc Minh, Lê Lợi làm vua trả gương. Những chi tiết rất là logic và được sắp xếp rất là một cách rất là hợp lý đúng không các em? Về nội dung và ý nghĩa, qua văn bản này, tác giả ca ngợi tính chất chính nghĩa, tính chất của nhân dân, chiến thắng vẻ vang của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược do Lê Lợi lãnh đạo đầu thế kỷ 15. Và câu chuyện của chúng ta nhằm giải thích tên gọi Hồ Hoàn Kiếm hay là Hồ Gươm, đồng thời cũng thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Về nhà, các bạn có thể soạn cho cô câu hỏi và để chúng ta vận dụng rõ hơn những cái kiến thức mà chúng ta vừa tìm hiểu trong văn bản này. Đó chính là vì sao tác giả dân gian không để Lê Lợi trực tiếp nhận cả chuôi gươm và lưỡi gươm cùng một lúc? Lê Lợi nhận gươm ở Thanh Hóa nhưng lại trả gươm ở Thăng Long. Nếu Lê Lợi lại trả gươm ở Thanh Hóa thì ý nghĩa của truyền thuyết sẽ khác đi như thế nào? Các em hãy cùng suy nghĩ để trả lời nhé.
Cô gợi ý cho các em câu hỏi bài tập này như sau, đó chính là tác giả dân gian muốn để người dân nhận được lưỡi gươm như là biểu tượng của sức mạnh nhân dân sẽ nguyện đi theo người tài giỏi để chiến đấu chống giặc. Câu hỏi số 2 là Lê Lợi lúc đấy đã lên ngôi vua, lấy Thăng Long làm nơi đóng đô, lấy đây là trung tâm văn hóa chính trị của cả đất nước, nên việc Lê Lợi trả gươm ở đây là phù hợp và biểu trưng cho đất nước yêu hòa bình các em nhé. Bài tập về nhà của các em đó chính là ba câu hỏi như này. Các em hãy chú ý để chúng ta có thể dành thời gian để hoàn thiện những câu hỏi này cho việc hoàn thiện cũng như là việc hiểu bài của chúng ta thêm phần sâu sắc nhé. Như vậy là cô giáo đã cùng các em đi soạn văn bản sự tích Hồ Gươm trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 2 trang 25 thuộc cô xin lỗi tập 1 thuộc bộ sách Cánh Diều. Các bạn và các em thấy video này hay và có ý nghĩa, hãy bấm like và đừng quên nhấn nút đăng ký để đón xem những video bài giảng hay tiếp theo. Cô chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong những bài giảng tiếp theo.